Nếu như chúng ta có 30 giây và một chai nước hoa thì mùi hương nào chúng ta nên sử dụng để gây ấn tượng với các chị em trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi đấy? Thì video này sẽ là cái câu trả lời cho các anh em. Ok, hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Và giống như lời mở đầu vừa xong, đôi khi trong cuộc sống chúng ta đang tìm hiểu một bạn nữ nào đấy, chúng ta đang muốn đưa một đối tượng nào đấy vào tầm ngắm, và chúng ta muốn cái phút đầu tiên, cái khoảnh khắc đầu tiên người ấy có một cái gì đấy ấn tượng đối với mình. Có thể là về phong cách, có thể là về thời trang, hoặc có thể là về cái mùi hương của chúng ta. Đó, để làm sao mà cái phút đầu tiên đấy người ta về, ít nhất người ta còn có một cái gì đấy lưu lại trong cái ổ cứng của họ. Thì nếu như về ví dụ về cách nói chuyện, về thời trang thì chắc chắn rồi, mình không thể giúp được các anh em. Thế nhưng về nước hoa thì có thể là mình sẽ giúp được cho các anh em thông qua cái video này. Và đấy là cái nội dung trong clip của ngày hôm nay. Và nếu như các bạn có lần đầu xem video của mình thì anh em hãy cố gắng bấm like và subscribe để chúng ta còn có thể giữ được liên lạc với nhau được nhiều hơn. Và nếu như có thể thì hãy click vào đường link mình để bên dưới để có thể ủng hộ mình. Đó, tùy các anh em, tùy tâm. Có thể ủng hộ mình full hoặc chết, đó tùy các anh em, tùy tâm. Còn bây giờ anh em mình hãy đến với chủ đề của video ngày hôm nay. Ok, let's go. Trước khi nói chủ đề chính của video thì mình chia sẻ với các anh em là mình cũng đã tham khảo với các anh em chơi với mình ấy, cũng dùng nước hoa, là ví dụ như chai nào mày dùng hay được khen, chai nào kiểu như thế, để làm sao mà nó không phải là chỉ có mỗi một cái từ mình, mà là một có một cái nhìn đa chiều hơn có từ nhiều những anh em khác. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là cũng rất là khó để mà có thể là list được hết ra rất nhiều những chai mà chị em thích, mà chỉ đơn thuần là chỉ được một vài chai mà thôi. Đó, thì đấy là cái đầu tiên mình muốn chia sẻ với các anh em. Còn bây giờ anh em mình hãy đến với chai nước hoa đầu tiên. Đó là một sản phẩm của nhà Creed. Nhắc đến nhà nước hoa Creed thì đôi khi chúng ta sẽ nghĩ rằng ngay lập tức Aventus. Thế nhưng mà mình nhận ra rằng Aventus, mình không biết là với các anh em khác thế như thế nào, nhưng đối với mình, thì mình nhận thấy rằng Creed Aventus chưa hẳn đã là cái mùi hương mà các chị em chuộng. Đôi khi nó chỉ đơn thuần là ví dụ anh em mà xịt thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là lịch sự, rất là sang trọng. Thế nhưng các chị em khi mà cảm nhận mùi hương của Aventus thì không hẳn là ai cũng cái số lượng nhiều sẽ thích. Mà ở đây nó là Creed Single Malt Water. Đây là một cái mình rút ra sau khi mình có tham khảo một số các anh em dùng chai nước hoa này đi làm, và rất là bất ngờ mình thấy là mình nhận được cái kết quả là Creed Single Malt Water này là được các chị em khen nhiều hơn so với Aventus. Đó, mùi hương của chai nước hoa này là sự kết hợp giữa trà và xạ, và mình nhớ không nhầm là có cả lý chua đen nữa. Tuy nhiên đây là một mùi hương đối với mình nói chung là cũng rất là sang trọng, nam tính và ít bị đụng hàng. Nếu mà so với Creed Aventus thì Single Malt Water nó có một cái điểm lợi thế hơn, đó là không có một đám đàn em kéo theo giống như Aventus, mà Single Malt Water nó mùi hương của nó ít bị đụng hàng hơn và ít mùi hương clone hơn. Cũng có đó là Amap Silage, chứ nhưng mà so với Aventus thì là chỉ là quá là ít đó. Cộng thêm với cái tham khảo của mình về những cái người xung quanh ấy, những cái anh em mình chơi cùng ấy, biết và có sử dụng chai nước hoa này đi làm thì đều nhận được là được các chị em làm cùng khá là thích thú. Thì nếu như trong 30 giây mà chúng ta muốn một cái mùi hương mà làm sao nó đó để mà ghi điểm thì Creed Single Malt Water, nếu mà các anh em muốn trải nghiệm đó, chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Giorgio Armani và nó có tên là Acqua di Gio Profumo. Rất là ok. Nói thật với các ông giáo là mùi hương này mình xịt đi làm và ví dụ văn phòng và mùa hè, tất nhiên mùa hè đừng nên xịt quá nhiều vì bản chất mùi này thì nó so với mùa hè Việt Nam thì nó vẫn là hơi đậm một chút. Tuy nhiên chúng ta xịt đi làm, xịt văn phòng mà xịt ít một chút thôi đó, thì cái mùi hương này các chị em rất là chuộng đó. Mình nhớ là khi mà mình có một lần mình nói chuyện với mấy cô em làm cùng với mình và mình lấy chai nước hoa ra mình xịt luôn một cái, mình đưa một cái này thì ai cũng khen mùi hương chai nước hoa này. Nó giống như kiểu là rất là đúng cái gu mùi của các chị em Việt Nam. Tây nào mình không biết,
Nhưng chai nước hoa này nó rất là đúng với cái gu mùi của các chị em Việt Nam. Đối với mình cảm nhận là như thế. Đó, một cái mùi hương của hương nước biển hoặc hương rất là ok. Cộng thêm hiệu năng mùi cũng rất là tốt, linh hoạt, sử dụng vào mọi dịp, mọi lứa tuổi. Acqua di Gio Profumo, nếu như các anh em muốn trong 30 giây gây ấn tượng, ok. Chai nước hoa thứ ba đó là Mancera Cetrus Boys. Sorry các anh em, có một số chai nước hoa nó thật là mình đến bây giờ mình cất ấy, mình rất là ngại tìm, cho nên là có một số chai thôi mình để hình ảnh của mình ít thôi, bởi vì dù sao thì mọi người cũng đều đã biết rồi. Chai nước hoa thứ ba đó là Mancera Cetrus Boys. Chai này mình luôn luôn nhận được những lời khen, thậm chí kể cả là với một số những người chơi với mình cũng đều có một cái tình trạng tương tự, đó là nhận được những cái lời khen khi mà xịt Mancera Cetrus Boys. Có thể là chúng ta cảm thấy không thích thú mùi hương này, thế nhưng mình có một cái cảm nhận rằng khi mà chúng ta xịt thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận được những lời khen. Bản thân mình trải nghiệm thực tế, khi mà mình xịt Mancera thì mọi người đều khen. Tuy nhiên là do hôm đấy là tô bem nó quá nhiều cho nên mọi người nói là nó hơi nồng. Thế nhưng những cái lời khen thì không thiếu. Cho nên nếu như các anh em nào thích một cái mùi hương các chị em chuộng khen đó, kể cả là chúng ta không thích, thì Mancera Cetrus Boys sẽ là cái sự lựa chọn thứ ba mình muốn gợi ý đến cho các anh em. Chai nước hoa thứ tư đó là Tom Ford Noir Extreme. Đây là phiên bản tiếp theo của Tom Ford Noir. Tuy nhiên ở đây thì mùi hương của nó khác rất là nhiều. Nếu như ở phiên bản đời đầu của nó thì nó là một sự kết hợp giữa Amber Iris, một cái tông mùi khá là, nói chung là hơi bị già dặn và trưởng thành và cũng rất là khó để có thể sử dụng. Tuy nhiên ở phiên bản Noir Extreme này thì là một cái câu chuyện rất là khác. Mình khá là thích thú chai nước hoa này, và đối với mình thì mình cũng có một cái cảm giác rằng với Noir Extreme nó là một cái gì đấy nó chứng minh giống như kiểu Tom Ford hoàn toàn có thể tạo nên một cái mùi hương nó vừa sexy với cái sự kết hợp giữa vanilla, cardamom thì như tính ra mình là bạch đậu khấu, và cái mùi hương của kem gì mình không nhớ, ở đấy nó giống như kiểu mô tả là một mùi của ẩm thức ăn đấy, mùi kem ngậy đó, tạo nên một cái mùi hương nó vừa sexy là một, và nó vẫn giữ một cái chất đàn ông chứ không phải là theo một cái kiểu như là hơi phóng đãng của nhà Jean Paul Gaultier thì không phải. Thì mình cái đây mình muốn nói rằng Tom Ford hoàn toàn họ vẫn có thể tạo nên một những cái mùi hương sexy và vẫn có cái chất nam tính, cân bằng cả hai yếu tố đó. Và nếu như các anh em muốn đó một cái gì đấy trong cái khoảnh khắc đầu để gây ấn tượng với các chị em thì Tom Ford Noir Extreme sẽ là cái mùi hương các anh em nên tham khảo, ok. Chai nước hoa thứ năm đó là Dizzy Feel of Life. Đây là một cái mùi hương mình nói rất nhiều ở những cái video khác và nó bị đánh giá quá là thấp so với cái khả năng thực tế của nó. Một cái mùi hương nồng nàn, bám tốt, quyến rũ, không bị đụng hàng. Nói chung ở mùi hương này nó đảm bảo mọi cái yếu tố để làm sao chúng ta có thể thu hút một chị em, mình nghĩ là như thế. Bản thân mình xịt thì mình cũng được khen, còn không biết là các anh em dùng thì có thích hay không thì mình không biết. Tuy nhiên để mà nói một cái mùi hương mà nó có thể là nó quyến rũ được các chị em thì đây, Dizzy Feel for Life. Mình nghĩ là mình nói quá nhiều về chai nước hoa này rồi, ok. Chai nước hoa thứ 5, chai nước hoa thứ 6 không ai khác chính là Dior Sauvage. Chúng ta có thể ghét, chúng ta có thể không ưa, chúng ta có thể là cảm thấy rằng đây là một cái mùi hương nó quá là phổ thông, nó quá là một cái gì đấy của nhà Dior. Thế nhưng để một cái mùi hương mà khi mà lần đầu xịt bam một cái và chúng ta muốn được các chị em gây ấn tượng với các chị em thì mùi hương nào, mình chắc chắn rằng đó là Dior Sauvage. Không, mình tin rằng là như thế. Sẽ rất hiếm có những cái chai nước hoa mà nó có một cái gọi là cái, mình không biết phải nói thế nào, thế nhưng cái gọi là cái độ ấn tượng, tạo một cái độ ấn tượng ngay lần đầu ngửi mà tốt như Dior Sauvage thì mình nghĩ rằng không phải là có nhiều chai nước hoa có thể làm được. Do vậy nếu như anh em nào mà đó muốn một chị em nào đấy thì cứ tham khảo mà thôi. Ok, chai nước hoa thứ 7
đó là Lani Delorme. Câu chuyện về Batch của Chan Hoa này đôi khi nó làm cho mọi người quên mất rằng đây là một cái mùi hương mà rất thích hợp khi mà đi một cái gì đấy, có một cái gì đấy nó gần gũi, một cái gì đấy nó thân mật với các chị em, với một cái mùi hương của bạch đậu khấu, của oải hương. Rất quá là tuyệt vời, cực kỳ thích hợp đi mà để mà một cái gì đấy ấn tượng với các chị em. Tuy nhiên thì mọi người hiện nay thì hơi chú ý quá cái việc mà tìm batch cũ hơn là cái việc mà hãy cứ thử trải nghiệm mùi hương của những batch mới đi. Mình thấy rằng thì nó thật là nó có khác thế nhưng mà nó không đến mức gọi là quá là tồi tệ đâu. Còn thì với mùi hương của nó thì mình tin rằng là các chị em sẽ vẫn luôn luôn yêu thích nó. Đó là Lani Delorme, Chan Hoa cuối cùng trong cái list mà mình muốn gợi ý cho các anh em. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với mọi người 7 trái nước hoa mà trong vòng một khoảng thời gian ngắn ngủi chúng ta muốn một cái mùi hương để làm sao nó có thể tạo nên một ấn tượng cho các chị em. Đó, thì đấy là 7 trái nước hoa mình muốn giới thiệu cho các anh em. Video của mình đến là hết rồi. Gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Ok, bye bye.